Từ tiếng bước chân cho tới hoàn cảnh kỹ năng của Tứ, bạn cũng có thể tận dụng những điều này để mang lại lợi thế đấu súng. Tò mò chứ? Hãy cùng tiếp tục với tập 7 của series Thay đổi tư duy để chiến thắng. Lợi thế đấu skill phần 2, tận dụng tính năng và kỹ năng. Nhớ cả smoke default này chứ. Nó sẽ ngăn cho địch chiếm được nhà vệ sinh ở đầu game. Địch bị phát hiện bên B, mình fake tiếng chạy về rồi ngồi kê lại và lượm ngay mạng của chú bé đàn chamber. Mình rush A main để lộ tiếng tele, kéo theo địch rush vào vì nghĩ mình đang ở xa. Cộng thêm đồng đội bắn fake cho mình khiến địch không ngờ tới mình lại ở trên góc này. Đồng đội bắn nhau tung tóe bên B, nhưng điều quan trọng là địch chưa vào site. Mình smoke hỗ trợ và không gây ra bất kỳ một tiếng động nào từ lúc này. Hãy tưởng tượng, bạn nghĩ là địch ở hết bên B, chạy ngang qua nhà vệ sinh ở tình huống này để rồi một ai đó dẹt rep và hạ gục bạn thì sao? Địch rotate, đây là đoạn quan trọng. Sau khi hạ gục Sky, mình vẫn tiếp tục walk. Các bạn có thể thấy Chamber không biết mình ở đâu nên vẫn phải chết tất cả mọi nơi. Và team mình thì đã về đến nơi hết cả rồi. Địch đánh A, mình đứng vào góc đối diện với bức tường và khiến đối phương nghĩ rằng mình chặn tường từ trong side ngăn họ rớt vào. Và kết quả là đây. Dùng Wall Hack, thấy Ray sau bức tường của Viper, mình chạy qua, đặt thẳng tâm vào đầu chú bé đây. Có một điều mình muốn lưu ý đó là đặt bom xong thì nấp đợi địch vào. Mình ulti và lợi dụng hoạt ảnh của chiêu này để dạt ra pick Sage khi Sage buông lỏng phòng vệ. Có những thứ các bạn chỉ có thể làm được một vài lần trong một trận, nhưng chỉ cần một vài rau thắng có thể dẫn đến chiến thắng chung cuộc, đúng không nào? Mình sẽ làm thêm thật nhiều tip trick, các layout để mọi người có thể dùng nó vào game đấu của mình. Hãy tương tác và follow mình nếu mọi người thấy bổ ích nhé. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. See ya.